Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh. Năm học 2023-2024, huyện Đức Thọ có 12 học sinh giỏi quốc gia, 502 học sinh giỏi tỉnh và các cuộc thi cấp tỉnh 1.249 em được công nhận học sinh giỏi cấp huyện. Tại buổi lễ, huyện Đức Thọ đã tuyên dương khen thưởng 342 học sinh giỏi các cấp và 62 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.